phần thể hiện này không ai không bảo bạn hát nhép
luôn rồi. Quá là tuyệt vời, thật sự xuất sắc. Mình có thể phỏng vấn các bạn một chút. Đầu tiên là bạn Mina Oki nhá. Làm thế nào để có một giọng hát hay như thế? Thật ra thì em là thích hát nhạc Việt từ khi còn bé. Tính đến bây giờ thì chắc là cũng khoảng được rồi nhé. Thích là có bạn biểu diễn rất là một số lần. Tức là bạn cũng không được không? Vậy là từ thuở từ bé bạn đã có một niềm yêu thích với cả nhạc Nhật rồi đúng không? Và đã luyện giọng. Thế nếu như mà với độ tuổi của mình thì liệu mình có thể luyện hát được như bạn không? Không. Có hết ạ. Tức là miễn là mọi người thích là được. Miễn là mọi người thích, miễn là mọi người đam mê đúng không ạ? Dạ vâng, thích là nhất thôi. Vâng, cảm ơn bạn Minaoki rất là nhiều. Mình sẽ phỏng vấn gần hơn với cả bạn Sakura và cả bạn Sauran. Con gió nào đưa các bạn tới đây? Đường có xa không? Có. Đường rất là xa. Wow. Mất khoảng tầm bao lâu nhỉ? 23 cây. Ôi, 23 cây luôn. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Thế sau khi mà tham gia dựng chương trình từ sáng đến bây giờ thì bạn Sakura và bạn Sauna thì cảm thấy chương trình JN Music Hall Party 2022 thì nào? Rất là nhiều người xinh đẹp tuyệt vời. Thế bạn Sauna thì sao? Đồng quan điểm luôn. Có một cái tính từ nào khác không? Rồi xúc động luôn nha các bạn. Thôi tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn. Một tràng pháo tay cho tất cả các bạn trên sân khấu của chúng ta được không ạ? Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Đó thì các bạn, khi chúng ta có đam mê thì chúng ta sẽ hành động và thực hiện nó và biến đam mê nó không chỉ của riêng mình mà còn lan tỏa đến tất cả mọi người nữa. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bạn Mina thì rất là nhiều, cũng như là cảm ơn bạn Sakura, bạn Sauran đã không ngại đường xa và đến tham dự với chương trình. Xin cảm ơn ạ.